Minasan konnichiwa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình học tiếng Nhật cùng nhà ngữ Hoa Sen. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu một mẫu ngữ pháp mới. Đó là một ngữ pháp gì, các bạn cùng theo dõi nhé. Như trên hình các bạn thấy là hình ảnh một cây cầu đúng không các bạn? Hay atarashii hashi ga dekimashita. Chiếc cầu mới đã được hoàn thành. Hay nagasa wa 4.99m desu. Hay như vậy thì ở đây chúng ta có từ nagasa. Nagasa các bạn ha. Như các bạn đã biết thì tính từ chúng ta có tính từ dài là như các bạn hay là gai. Như vậy thì là ga sa ở đây có nghĩa là gì? Thì chúng ta cùng tìm hiểu tiếp nhé các bạn. Hay tính từ đuôi y và tính từ đuôi na. Bỏ y, bỏ na. Thêm sa có nghĩa là mổ các bạn ha. Như vậy thì quay trở lại cái ví dụ phía trước, chúng ta có từ nagasa, nhưng mà ở đây là gì các bạn? Hay độ dài, đúng rồi các bạn. Độ dài của cây cầu các bạn ha. Sa sẽ đi sau tính từ đuôi y hoặc tính từ đuôi na để biến tính từ đó thành danh từ. Như vậy thì nếu như nagai nó đang đóng vai trò là một tính từ thì nagasa có nghĩa là danh từ độ dài. Và để hiểu rõ hơn, chúng ta cùng đi tiếp các bạn nhé. Thế như vậy thì mình có takai là gì các bạn? Hay takai, tính từ takai có nghĩa là cao, và đây là tính từ đuôi y. Và để biến nó thành độ cao các bạn ha, độ cao, thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Hay bỏ y và thêm sa. Takasa, takasa. Tiếp tục các bạn ha, omoi. Omoi có nghĩa là nặng. Như vậy nếu như muốn nói độ nặng là gì các bạn? Hay omosa, omosa. Hay hiroi, rộng các bạn ha. Như vậy độ rộng sẽ là yes, hirosa, hirosa. Hay omoshiroi, omoshiroi. Omoshiroi đây có nghĩa là thú vị. Thì nếu như muốn nói về độ thú vị, omoshirosa, hay omoshirosa. Okisa hay độ lớn các bạn ha. Okisa hay benisa, độ tiện lợi. Và cuối cùng các bạn có, chúng ta có tính từ y có nghĩa là tốt các bạn ha. Như vậy thì độ tốt sẽ là yosa các bạn. Đây là một trường hợp đặc biệt, các bạn lưu ý giùm mình nhé. Chúng ta sẽ không chia về isa mà sẽ là yosa. Trên hình vẽ các bạn là cái bàn các bạn ha. Cái bàn có những cái kích thước sẵn. Hay, tsukue no nagasa wa 1.8m desu. Hay, cái độ dài của cái bàn là 1.8 các bạn ha, 1.8 hay là 180cm. Hay, như vậy nagasa, độ dài. Hay, kono ryori no oishisa wo minasan ni shoukai shitai desu. Tôi thì muốn giới thiệu đến mọi người về cái độ ngon của cái món ăn này. Hay, oishisa, oishisa, độ ngon các bạn ha. Kodoriori no oishisa, độ ngon cái món ăn này. Tiếp tục các bạn ha. Như vậy thì bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Rất là đơn giản đúng không các bạn? Các bạn chỉ cần nhớ tính từ đuôi y chúng ta sẽ bỏ y thêm sa. Tính từ đuôi na bỏ na thêm sa. Như vậy thì tính từ sẽ được biến thành danh từ. Và nếu như có bất kỳ thắc mắc nào, các bạn nhớ liên lạc với chúng mình. Đội ngũ giáo viên của trường Nhật ngữ Hoa Sen sẽ xem và phản hồi lại cho các bạn. Và các bạn đừng quên click vào link bài tập ở phía dưới để làm bài tập các bạn nhé. Và chúng mình sẽ giúp các bạn tích thêm một điểm vào tài khoản nếu như các bạn làm đủ 100 điểm. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Hey, mata kondo negashimasu.